Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay Sơn Ukraine cùng vợ thích nói chuyện với các bạn về tiền. Hai vợ chồng rất là nhiều tiền. Này. Đấy. Cả bình. Các bạn có biết đây là cái gì? Đây là xương cổ trần loại vật. Ngày xưa này, xưa này là cả thế giới dùng nhiều tiền. Tại sao? Vì là ngày xưa một là loại xưa này đặc biệt dùng để kiếm được nhiều tiền bằng cách là đồ chơi. Ngày xưa không có bài, không có cờ, toàn zoom, dân zoom là loại sườn này thôi. Tiếng Nga để gọi là babki. Babki thì là vẫn là bây giờ gọi là tiền tiêu lâm. Đức trời các kiểu. Nhưng mà nói chung là vừa chơi vừa xem bối dùng sườn này. Trên cả thế giới rất nhiều đài sườn cổ trần loài vật. Chẳng hạn đài được đặt cạnh trường đại học thần học dầu khí thành phố Atyrau, đất nước Kazakhstan, nhũ tường trường may mắn sinh viên. Hai đài thành phố Almaty cũng là đất nước Kazakhstan. Đài thành phố Osh Kyrgyzstan, đài thành phố Tbilisi Georgia, đài được đặt tỉnh Thảm Dương, Trung Quốc. Sướng cổ chân cũng được gọi là cao tổ, bộ bài tây, vừa để chơi vừa để xem bối. Nói chung là nguồn gốc các loại đồ chơi đánh tiền. Sướng cổ chân mất tầm quan trọng từ thời bắt đầu sinh ra nghề in. Từ đâu, sướng cổ chân loại vật được dùng không để đánh mà chỉ để xem bối thôi. Ca Hy Lạp cổ điển. Cả Nga, cả là Georgia, là Việt Nam, là cả Mỹ, cả thế giới toàn dùng là xưa này thôi. Vừa xem bối, vừa chơi. Này, ở Việt Nam là chơi này gọi là đánh chắt. Loại này là tự nhiên, loại kia này của Sơn. Loại này là luộc trong là vỏ của củ hành và trà, nó đổi màu. Lúc xem bối thì là dùng 5 cái xương hoặc là 4 cái xương. 4 cái xương này nó nói chung là nó để xem bối này nổi chung. Còn là thứ năm là gọi là con người, như thế là xem bối về số mệnh của con người. Xưa này là có bốn bến này, bến này này như thế này, cái này là bên con cừu này, nó là đây, cái này là bên con dê, bên này là ngựa, cái này bên là con lạc đà hoặc là con bồ. Nếu mà là chuyển sang chú tượng, cái này là nói chung là mùa hè đấy, mùa đồng, mùa xuân và mùa thu. Mốt là xưa này chú tượng là mốt là nam, bốn con xương thì là bốn nam. Bốn nam trong là lịch này 12 con. Bên lối tô phù hợp với đại dương, hạ chí, quái càn. Bên lõm tô phù hợp với đầy âm, đồng chí, quái khôn. Bên lõi nhỏ phù hợp với thiếu dương, tiết xuẩn phân, quái ly. Bên lõm nhỏ phù hợp với thiếu âm, tiết thủ phân, quái khảm. Chơi kiểu gì? Đầu tiên là so sánh là ai là đánh đầu tiên. Con bỏ ra này, xem là bao nhiêu này. Bên này là con cừu, một, hai bên con cừu,
cuộn của vợ thì là vợ cứ thử đi đánh. Cô vợ là 1, 2, 3, 4, 4, 4 bên. Thì thế là vợ nó đánh đầu tiên. Tuyệt vời. Cũng thế. Mình, nếu mà là có con cừu bên con cừu thì đánh được, không có thì là đấy sơn lại đánh. Ở đây hai cái thì là vợ tự chọn loại nào. Yeah, thì... Đầu tiên như thế này, úp. Được thì là đánh tiếp tục. Đoạn thứ nhất. 1. Để 2. 3. 4 là được. Chuyện đoạn thứ hai. Rồi ưu đây mình. Rồi. Thứ hai. Đấy, lại hai con cừu. Nhưng mà bây giờ khó lắm vì là đoạn này thì phải далеко раскинула. Hai cái luôn. Thử đi. Хотя вот здесь удобно. Loại này. Возьму эту. С краешку лежит. Оп. Заговорилась. Nói chuyện nhiều quá thì là chuyển cho chồng. Đấy, một cái có rồi. Được. Tiếp tục. Đấy. Ui giời, khó quá, khó quá. Đấy, hai cái. Không thể được. Свет. Được. Cái này là khó để phải hai cái một lúc mà. Так. Почти. Giai đoạn thứ ba. Giỏi, giỏi được. Ba. Lại, cuối cùng. Nữa. Chưa được vui vẻ. Đấy, được. Giai đoạn thứ tư. Thứ tư. Tiếp tục. Thứ tư. Đấy. Đã. Kiều này. Này. Kiều vuông. Đấy, được. Tiếp tục. Để vào đây. Cái gì? Để vào đây. Để vào đây. Để vào đây. Sau đó phải lấy bóng cái luôn. Úp. Đoạn được. Này tiếp tục. Này. Úp. 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 Lại được. Прошло. Đây là đồ chơi, con đồ chơi kiểu chơi khác nữa. Cái này gọi là nó đua ngựa này. Làm như thế này nhá. Đấy, vòng. Vòng. Vòng như thế này. Vòng như thế này. Đấy. 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 Vòng. Cái này của vợ, cái này của Sơn. Ngựa của vợ, ngựa của Sơn đi. Cũng là 5 cái để cho nó biết mấy bước này. Thì là Sơn cũng thử này, ai đầu tiên hai con cừu của Sơn, hai của vợ bao nhiêu. Thử nhé. Cô vợ là cũng là hai. Periquita. Lại đánh. Lại của vợ à, của Sơn là một. Của vợ là một. Lại nhá. À.
Đấy, của Sơn là 3. 4. 4. Của vợ ấy, bao nhiêu? Của vợ là 2. Thì là Sơn đánh đầu tiên. Đi đầu tiên đấy. Đấy. Không có cái gì cả thì là Sơn này nó qua. Ra bài tư. Đấy. Một cái. Là 1. Thì là của vợ này 1. Sơn. 2. 1, 2. Vợ tiếp tục. Anh mệt mỏi. Если больше людей веселее. Nhiều người chơi thì vui vẻ hơn. Kể cả con người xem cũng là nó đánh tiền. Đặt tiền. Да, интерес, да, или там денежку. Tất nhiên phải có tiền chứ. Không có tiền sẽ chơi vui vẻ cái gì. Ну вот. Như thế này đấy, tiếp tục. О. И до конца. Nhưng mà là trò chơi thì là chỉ là một vấn đề khác thì là vấn đề xem bối. Sơn thì là ở nhà nghiên cứu vì khắp nơi là tụ đất nước Tuva này, Mông Cổ, là Siberia này, thì là nghiên cứu cách xem bối này, đang viết là kình của Sơn Diên về nó sườn này. Tiếng Hy Lạp ở đây gọi là astragalometria này, là kình về hai cách xem bối đặc biệt dùng mà xương cổ này, chân loại vật. Nếu mà xem bối thì được dùng bốn cái, bốn một của một con, chỉ là của một con thôi, được dùng bốn xương, bốn chân, một con kiểu hoặc là con dê. Đây là kiểu là xem bối là đất nước Mông Cổ, Tuva, Altai. Nghĩ Hy Lạp zoom là nam. Xem bối kiểu gì cũng thế. Là zoom là xem là bao nhiêu bền. Bây giờ là chẳng hạn là Sơn là xem bối cho vợ đấy. Zoom buồn sườn. À, vợ hỏi về cái gì? Ừ? О чем ты хочешь меня спросить? О чем? Ну, например, да. Визу, вот, она дает кого хочет. Что нас ожидает в ближайший месяц? Вот, хой, чем? Hai vợ chồng là tháng này sẽ là có cái gì, có tháng kiếm được tiền không, có cái gì hay không thì là chồng là xem nhá. Này, xem này. Ở đây hai con dê, một con bò và một con ngựa, thì là theo này, theo bảng này mình so sánh hai con dê này, dê, hai con dê đấy, hai con dê, một con bò, một con ngựa này. Đây. Đấy. Tức là hai vợ chồng là tháng này là sẽ nó của đua tranh nhau với ai nào đó. Khó khăn một chút. Một chút chút. Cái này là người chum nói về là tháng. Còn nếu mà cụ thể, nếu mà biết cụ thể tốt nhất là zoom là cách xem bối người Hy Lạp. Hy Lạp nghĩa là nó xem bối kiểu khác. Chẳng hạn đấy. Cún thêm xem theo là bền này. Lại hỏi với tháng này là sẽ có cái gì cụ thể hơn. Что в этом будет месяце, ну, более подробно. Да. Вот. Смотрим. Два козла. Hai con dê. Con dê số 3. Thì là 2 số 3 là số 6.
số 3, số 3 và số 6, số 6. Số 6 và số 6 là 12. Còn sao nữa? 18, 19. Xem. Này. Tức là ai nào từ bên từ bên phải tới sẽ đưa cho hai vợ chồng may mắn, tức là may mắn của hai vợ chồng sẽ có, nhưng mà là may mắn, tức là may mắn sẽ là từ bên âm nó tới vào đời sống của hai vợ chồng, mà sẽ có cái gì mà xảy ra là không tốt, nhưng mà nó thành là gặp đen nó thành may mắn cho hai vợ chồng. Tức là sách này là kinh này, nó nói thế này: không có dương nếu mà không có âm. Tức là xem bói này nó nói thế này, tức là nếu mà tháng này hai vợ chồng sẽ là gặp hạn, nhưng mà trường hợp này nó sẽ là thành đặt cổng này, sẽ là được may mắn, tức là âm sẽ thành dương. Nói thế thì là hai vợ chồng là sẽ tháng này nó sẽ xem thế nào. Phim khác là nó kể cho các bạn có đúng, xem bói có đúng không hoặc là nó sai. Như thế này, ai thích Sơn xem bói cho các bạn cứ gửi tiền vào thẻ donation, Sơn cũng gọi xem bói cho các bạn vô tư thoải mái. Ok. Đăng ký, chia sẻ, đánh like. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn.